Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay nhà vợ mình sẽ làm cái món là snack nuôi kim với sa tế các bạn ha. Rồi đó, nguyên liệu gồm có cái dĩa nuôi tươi các bạn ha. Rồi với sả, với ớt sa tế, với bơ đó, bơ nữa các bạn, với tỏi ớt các bạn ha. Cái món này là cái món ăn vặt mình làm ăn chơi thôi các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha các bạn. Đây này các bạn, cái này nuôi này là còn nguyên nha các bạn nha. Nó giống như là nuôi khô á, nuôi cũng như là còn nguyên á, chưa có luộc chưa gì hết các bạn. Bây giờ trước tiên là mình sẽ chiên nó trước các bạn ha. Chiên cho nó giòn lên. Rồi, cho dầu nóng rồi các bạn ha. Rồi, bỏ nuôi vô chiên. Cái này là mình làm giống như mấy cái món bánh snack đó các bạn. Bánh snack mà ở ngoài nhỏ ngoài chợ mấy đứa nhỏ nó hay mua về ăn đó các bạn, ở tiệm tạp hóa rồi bán. Đó, mình chiên lên cái nó bắt đầu nó mới giòn các bạn. Giảm lửa nhỏ nhỏ thôi em. Trời các bạn, đó, nuôi nó phồng lên lẹ ghê không? Đó, giờ mình vớt ra mình để vô cái thau này cho nó nguội các bạn ha. Giờ lỡ cái mình chiên cho hết luôn các bạn. Nuôi nè, mình chiên lên nó phồng nè, nhìn thấy đã ghê ha các bạn ha. Nè, giống ba cái bánh snack ghê các bạn ha. Cái này như vậy chắc mình lắc muối rồi thêm là ăn chắc được các bạn ha. Bây giờ mình sẽ làm thêm cái gia vị các bạn. Đã nè, ớt với bơ với sa tế đồ các bạn. Cho nó cay cay mới đã. Mấy món này phải có ớt, sa tế rồi vô nó cay mới ngon. Rồi vậy xong rồi bắt đầu bỏ cái mua vô luôn em hả? Ớt không có cực các bạn đó, mình trộn nhẹ rồi nó thấm cái gia vị các bạn vô cái miếng nuôi á, ăn hồi là thấm nữa, nó ngon lắm nha các bạn nha. Cho nó khô lại. Thank you.
vào khoảng 5-10 phút á. Rồi các bạn, à, đó, nhìn đã ghê chưa? Đó, nó thấm ớt sa tế, đồ sắm tương ớt, đồ gia vị nè, đỏ tươi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rút ra dĩa lên cho mình ăn thử nha các bạn. Đồ cái mùi này nó nồng nặc lên, cay quá. Cay đang không được. Nó ăn bánh tráng trộn được. Rồi. Trời đó các bạn. À, bây giờ là mình sẽ cho mấy đứa nhỏ ăn thử nha các bạn nha. Đâu giờ em ăn trước thử coi sao em. Đâu rồi mấy nhỏ bố ăn thử coi cay không? Chắc cay á. Giòn cũng mà. Giòn lắm hả? Đạt ăn chắc cay nè. Cay không? Ngon Phan. Ăn có cái vị gì nói đi. Đừng cái dĩa coi. Cái gì nữa? Cái gì nát phải không? Đây nè các bạn. Đó, nhìn hấp dẫn ghê các bạn ha. Mấy đứa nhỏ nó mê rồi. Thì mình cũng bóc miếng ăn thử cho nó xem. Giòn rồi ha. Ngon không? Dạ ngon rồi ạ. Đạt lùng mà đứng nó không tới. Lùng quá mà mất ghế rồi nè. Mấy cái món này các bạn mình làm là chứa để cho mấy đứa nhỏ khi nó ăn tối các bạn vừa ăn vừa coi tivi rồi á, nó ăn cho nó vui. Mày ăn không có khác gì mà mình ăn xì nát á, ngon hơn. Mình ngon hơn bánh ngon. Cái bánh xì nát nó hơi khô, còn này nó gia vị nó ướp nó thấm hơn. Ủa cái nào mà giống cũng giống tựa tựa cái này ta? Mùi nhậu. Mùi nhậu. À các bạn thấy không? Món này ăn rất là ngon nha các bạn. Mình cũng mới vừa ăn thử một miếng. Ăn nó cũng thấm gia vị đều lắm các bạn. Nó ngon lắm. Nè anh ăn thử cái cảm giác nó giòn sao? Ngon có gì cây cắt. Nước cho mấy bạn nghe. Giòn lắm. Hả? Giòn ghê ha. Này cũng nó thấm rồi. Nó thấm tương ớt nè. Thấm thêm cái gì? Ớt sa tế nữa. Ngon ghê. Cảm ơn nước ngon. Đâu có cay đâu, mấy đứa nhỏ ăn được. Ăn được hả? Ăn bánh tráng trộn cay còn hơn này nữa mà. Mình làm hơi hơi vậy thôi chứ mà còn cay quá tụi nhỏ sẽ ăn không được. Cay giống sò. Đúng không chị? Đúng rồi, giống cái bánh giống cái mấy cái nếp sò á. Bánh sò thôi. Cục nhỏ nhỏ. Mấy bạn thấy không? Chỉ cần nói tới bánh xì nếp là tụi nhỏ là nó biết liền. Đây nè các bạn. Đó mấy cục nhỏ nhỏ này nè. Tụi nó hay nói cái gì cái bánh xì nếp sò vậy đó các bạn. Mấy bịch nhỏ nhỏ nó bán có ngàn hay ngàn gì. Có 3.000 luôn. 5.000 luôn. Bịch nữ 3, 5 gì? Bịch nhỏ 2 gì, 2 gì mới đúng như ngày đó mình ăn mình vừa coi tivi được các bạn. Ăn ngon lắm nhờ. Làm mồi nhậu được luôn á. Lâu ghê. Cái món này nó cũng, các bạn thấy nó cũng tương đối dễ làm, không có khó. Nó chỉ cần nó lại như mình chiên cái sò lên. Ở chiên cái này tôi cần gì? Nui. Mình sẽ chiên nui lên các bạn ha. Chiên nui cho nó phồng lên đó. Nó giòn ha. Xong cái mình trộn với gia vị á, sa tế rồi với tương ớt, bơ rồi. Nó thơm nữa các bạn. Rất là dễ nha các bạn. Rồi bữa nào mình cũng mua về làm thử ăn đi các bạn. Món này rất là ngon nha các bạn nha. Mình ăn chơi cũng được. Ví dụ như mình làm để mình uống bia các bạn. Cũng rất là ngon nha các bạn. Rồi, mình xin chào các bạn nha.